AFC vừa chính thức thông báo lịch thi đấu phần còn lại của vòng loại World Cup thứ 2 năm 2022 cũng như vòng loại ASEAN Cup năm 2023. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước, FIFA và AFC đã quyết định hoãn lại tất cả. Như vậy, các trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia, Indonesia trong khuôn khổ vòng loại World Cup năm 2022 dự tính diễn ra vào tháng 10 và tháng 11 năm nay sẽ được hoãn lại cho đến sang năm sau. Điều này cũng đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam sẽ không thi đấu trận nào trong những tháng còn lại của năm 2020. Đúng là lịch thi đấu khắc nghiệt không tự sinh ra vào đất đi, nó chỉ chuyển từ cuối năm 2020 sang cả năm 2021. AFF Cup và vòng loại World Cup chuyển từ năm 2020 sang năm 2021 khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò thuộc cả hai cấp độ đội tuyển là đội tuyển quốc gia và U22 sẽ phải đối diện với mật độ lịch thi đấu dày chưa từng có kể từ khi chiến lược gia người Hàn Quốc dẫn dắt các cấp độ đội tuyển của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho AFC và FIFA không thể mạo hiểm tổ chức các trận đấu còn lại của vòng loại World Cup, khiến cho 3 trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup năm 2022 khu vực châu Á đã không thể diễn ra trong tháng 10 và tháng 11. Thời điểm diễn ra 3 trận đấu này chưa được FIFA xác định, nhưng có một điều chắc chắn, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đá ít nhất 3 trận trong khuôn khổ vòng loại World Cup năm 2022 trong các đợt FIFA Day của năm 2021. Nếu xuất sắc vượt qua vòng loại thứ 2, tức là đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup dành cho 12 đội châu Á mạnh nhất, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thi đấu thêm 10 trận nữa nếu FIFA không thay đổi thể thức trong năm 2021 đến muộn nhất là giữa năm 2022, bởi vòng chung kết World Cup năm 2022 sẽ diễn ra vào cuối năm 2022. Như vậy, trong tất cả các đợt FIFA Day trong năm 2021, đội tuyển Việt Nam sẽ luôn phải lên dây cót tinh thần sẵn sàng cho những trận chiến lớn. Đội tuyển sẽ khởi đầu năm mới bằng 2 trận đấu thuộc vòng loại World Cup vào tháng 3. Đến tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi thêm một trận ở vòng loại World Cup. Trong trường hợp vượt qua vòng loại thứ 2, khả năng cao đội tuyển Việt Nam sẽ đá tiếp 4 trận nữa ở vòng loại thứ 3 và rải rác từ tháng 9 đến tháng 11. Một mặt trận khác rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam là AFF Cup năm 2020 đã không diễn ra như kế hoạch vào cuối năm nay. AFF xác định vào tháng 4 năm 2021 giải đấu sẽ khởi tranh. Lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup sẽ diễn ra vào cuối tháng 3, sau đó 10 ngày, AFF Cup của Đông Nam Á sẽ khai mạc. Như vậy, ngoài vòng loại World Cup năm 2022, với mục tiêu lọt vào vòng loại cuối cùng, ông Park cũng cần đảm bảo sẽ giữ được chiếc cúp vô địch AFF Cup diễn ra vào tháng 4 năm sau. Là đội đang đứng đầu bảng G và là đương kim vô địch AFF, tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ phải tìm ra giải pháp toàn vẹn ở cả hai mặt trận này. Muốn chiến thắng ở cả hai sân chơi này trong những tình thế tương tự hồi năm 2018 và năm 2019, VFF đều không muốn buông bỏ một mặt trận nào. Tham vọng của đội tuyển Việt Nam càng lớn, áp lực dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ càng nặng nề. Đó là khó khăn đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở lượt trận vòng loại World Cup năm sau. Nếu như đội tuyển Việt Nam có thể thi đấu vòng loại World Cup năm 2022 và AFF Cup năm 2020 trong năm nay thì ít ra ông Park cũng sẽ dành nhiều sự tập trung hơn cho U22, U23 Việt Nam vào năm 2021. Nhưng mọi thứ đã rơi vào tình thế bất khả kháng và buộc ông Park phải phân thân cho hai đội tuyển. Dẫu sao thời gian U22, U23 Việt Nam bước vào giai đoạn quan trọng cũng là 3 tháng cuối năm 2021. Đầu tiên sẽ là vòng loại U23 châu Á năm 2022. Việt Nam với vai trò là chủ nhà của một bảng đấu sẽ gặp lần lượt 3 đối thủ trong thời gian từ 23 đến 31 tháng 10 năm 2021. Sau vòng loại U23 châu Á năm 2022, U22 Việt Nam của ông Park sẽ bước vào một mặt trận rất quan trọng, đó là SEA Games 2021 tổ chức ngay ở sân nhà Việt Nam. Với vai trò là chủ nhà của đại hội thể thao khu vực cộng thêm đang nắm giữ tấm huy chương vàng, mục tiêu dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đương nhiên là chiến thắng trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games. Tổng cộng, huấn luyện viên Park Hang-seo và đội ngũ của mình sẽ có khoảng 28 trận đấu chính thức của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam trong năm 2021, chưa kể các trận giao hữu bao gồm 10 trận vòng loại World Cup nếu lọt vào vòng loại thứ 3, 8 trận AFF Cup đối với đội tuyển quốc gia, 3 trận thuộc vòng loại U23 châu Á, 5 tới 7 trận tại SEA Games đối với U22 Việt Nam. Trước đó tuyển Việt Nam từng là đội nắm lợi thế khi V-League là giải đấu đầu tiên trong 5 giải đấu quốc nội của các đội tuyển tại bảng G trở lại. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF từng tính toán để các giải đấu quốc nội kết thúc đúng vào ngày 31 tháng 10, qua đó giúp đội tuyển Việt Nam có thời gian chuẩn bị cho vòng loại World Cup vào cuối năm nay. Lợi thế này đã biến mất khi FIFA lùi lịch vòng loại World Cup sang năm 2021. Bước sang năm mới, bên cạnh V-League, các giải đấu quốc nội của Thái Lan, Malaysia, UAE và Indonesia đều sẽ trở lại. Tuyển Việt Nam sẽ mất lợi thế chạy đà sớm, không có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn đối thủ. Chúng ta thậm chí còn có thế bất lợi với thời gian so với 4 đội tuyển trên. Lịch hoạt động chồng chéo sẽ buộc các đội tuyển phải tính toán và lựa chọn giữa hai sân chơi. Thái Lan sẽ cử đội hình trẻ, điều mà họ nhiều lần thông báo trong thời gian qua. Malaysia và Indonesia không có nhiều tham vọng nên sẽ chỉ chọn một đấu trường. UAE thậm chí không phải bận tâm tới AFF Cup mà chỉ cần dồn toàn lực cho vòng loại World Cup. Tuyển Việt Nam có thể chào đón sự trở lại của Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu, Lương Xuân Trường, có thể lấy lại được phong độ. Tuy nhiên họ đều là những cái tên cũ của đội tuyển. Sự trở lại của họ không khiến đội tuyển Việt Nam thay đổi được toàn diện, nhưng đối thủ của chúng ta thì có thể.
hai trong ba đối thủ của tuyển Việt Nam là UAE và Indonesia mới thay huấn luyện viên càng có nhiều thời gian để làm quen. Roger, Luis Pinto và Shin Tae-yong có thêm cơ hội để củng cố đội bóng. Họ đều là những huấn luyện viên giỏi, đẳng cấp và kinh nghiệm. Khi đầy đủ thời gian áp dụng triết lý cá nhân lên UAE và Indonesia, khó khăn cho tuyển Việt Nam sẽ lớn hơn rất nhiều. Malaysia và UAE cũng vừa tiến hành nhập tịch hàng loạt cầu thủ. UAE có 3 cá tên mới, còn Malaysia có thể ra sân với quá nửa đội hình mang hai dòng máu. Những cầu thủ này chưa thể hòa nhập kịp với lối chơi nếu vòng loại World Cup vẫn tổ chức theo lịch cũ. Thêm nửa năm, đó là câu chuyện hoàn toàn khác. Cứ nhìn màn trình diễn của Mohamed Soumaré của Malaysia trong trận đấu gặp Việt Nam, chúng ta có thể tưởng tượng khó khăn sẽ lớn như thế nào khi Malaysia có thêm 3 đến 4 cầu thủ nhập tịch nữa ở trên hàng công. Đối với Việt Nam, huấn luyện viên Park còn rất nhiều việc phải làm với các cầu thủ trẻ. Đầu tiên là việc cải thiện về mặt thể lực cho các cầu thủ. Nhưng trước áp lực đè nâng trên tuyển quốc gia, thầy Park sẽ ít nhiều bị phân tâm với các cầu thủ trẻ. Trước tình hình như trên, trong kế hoạch xây dựng năm tới, các đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung nhiều đợt đáng chú ý để chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế. Theo đó, trong năm này, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ dự kiến tập trung thành 5 đợt. Đợt 1 từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 năm 2021. Đợt 2 từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6 năm 2021. Đợt 3 từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9 năm 2021, đợt 4 từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2021, đợt 5 từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 16 tháng 11 năm 2021. Để ứng phó với cái tình hình trên, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định thay đổi cấp độ tập trung trong tháng 8 vừa qua từ đội tuyển quốc gia thành U22. Có lẽ trong năm nay, khi đội tuyển quốc gia không có trận đấu nào thì Park sẽ tập trung uốn nắn các cầu thủ U22 và đội trẻ cũng sẽ có nhiều đợt tập trung. Ông Park cũng yêu cầu ngay sau khi kết thúc V-League, đội tuyển quốc gia sẽ có đợt tập trung. Lịch thi đấu thách thức trước mắt trong năm 2021 với huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò thuộc hai cấp độ đội tuyển quốc gia và U22. Nhưng những gì đã thể hiện cùng với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, các chiến binh sao vàng sẽ vượt qua những thách thức này để tiếp tục mang về những vinh quang cho Tổ quốc.